Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live alone, so beautiful in white, and from now till my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, ooh. You look so beautiful in white. Yêu
ta yêu nhau cho yêu thêm mấy kiếp. Xin lúc ta yêu nhau cho cơn mơ nối dài. Xin lúc ta bên nhau đời dòng mãi thành đôi. Xin lúc ta gần nhau thế gian mở hết. Có riêng anh và em ngồi đan tóc thơ, cảm ơn trời nắng em càng xinh bất ngờ, cảm ơn đường phố không dài khi đông đưa, cảm ơn hàng quán thấp lung linh đèn vừa, ngồi bên nhau mỗi khi vui, nhìn nhau hân hoan cười đón, ngồi bên nhau lúc ta sầu đau, chỉ lo âu, xin lúc ta yêu nhau cho yêu thêm mấy kiếp, xin lúc ta yêu nhau cho cơn bên nhau đời rộng mãi thêm đôi. Xin lúc ta gần nhau thế gian mở hết. Có riêng anh và em thôi.
vầng trăng đó chưa lấp lánh sáng soi tình đôi ta bên nhau. Tình yêu đó sẽ mãi sáng sáng hơn vầng dương nơi tinh cầu. Là tình yêu anh trao em, là tình yêu ta trao nhau người yêu ơi. Nàng đẹp dịu dàng tựa ngàn sao trong đêm lung linh, để lòng dặn đời chợt bừng nắng mai trong muôn bề. Và tình là thế, từng ngày lặng lẽ trôi qua màu. Một ngày tình cờ mình gặp nhau những sao thân quen, và rồi tình cờ mình đã thấy nhau trong cuộc đời. Và người đã đến, và tình đã đến trong yêu thương. Vẫn tiếng nói chưa lấp lánh sáng soi tình đôi ta bên nhau. Tình yêu đó sẽ mãi sáng sáng hơn vầng dương nơi tinh cầu. Là tình yêu anh trao em, là tình yêu ta trao nhau người yêu ơi. Anh đã biết ánh mắt đó sáng soi tình anh trong đêm thâu. Anh đã biết những ấm áp mang đến cho anh những nguyện cầu. Vừa có cho ta bên nhau, vừa có cho tay trong tay đem yêu thương cùng đắp xây nên bao phép màu. Yeah. Trong đêm tình cờ anh gặp em trên khu phố, em đắm xin như đàn tiên cho lòng anh thêm ngất ngây, cho lòng anh thêm đắm say. Yêu từ lâu nên sẽ sâu cứ lần lần, yêu từ lâu nên tình yêu sẽ đẹp đẽ. Yeah. Dịu dàng tựa ngàn sao trong đêm lung linh, để lòng dặn lời chợt bừng nắng mai trong yên bình. Và tình là thế, từng ngày lặng lẽ trôi qua màu. Một ngày tình cờ mình gặp nhau những sao thân quen, và giờ tình cờ mình đã thấy nhau trong cuộc đời. Và người đã đến, và tình đã đến trong yêu thương. Vầng trăng đó chiếu lấp lánh sáng soi tình đôi ta bên nhau. Tình yêu đó sẽ mãi sáng sáng hơn vầng dương nơi tinh cầu. Là tình yêu anh trao em, là tình yêu ta trao nhau người yêu ơi. Anh đã biết ánh mắt đó sáng soi tình anh trong đêm thâu. Anh đã biết những ấm áp mang đến cho anh những nguyện cầu. Vừa có cho ta bên nhau, vừa có cho tay trong tay đem yêu thương cùng đắp xây nên bao phép màu. Những khi lòng buồn thầm nhớ một người lặng lẽ, một người cùng anh yêu mãi thôi. Cho ta bên nhau, vừa có cho tay trong tay đem yêu thương cùng đắp xây nên bao phép màu. Cười lung linh nắng, nụ cười xinh của
riêng anh. Ngày rực rỡ cánh hoa hồng ngát mùi hương, em dịu dàng bên anh cùng bước đi trong làn gió. Thầm gọi tên cho tình dẫn thay thiên thần trong nắng sớm, chỉ mong thời gian ngừng trôi để ta mãi bên nhau. Bay cao giữa muôn ngàn vì sao, tình đôi ta thắm hơn ngàn hoa, dịu dàng hơn tuyết trắng, vút bay lên giữa bầu trời, vui đùa cùng gió mây, ngây ngất chốn thiên đường của đôi ta. Giang tay đón em vào lòng anh, bờ môi xinh nói thay lời yêu nồng nàn em muốn nói. Bước hoa bên nhau trọn đời, mặc truyền đời thế gian, ta đến chốn thiên đường của đôi ta, về nơi nắng gió bao la. Tình
tình yêu như
sắc hoa lên.
thay mặt họ nhà trai, tôi xin trân trọng giới thiệu về cái thành phần đoàn xin đón công ngài ông Nguyễn Hữu Quý. Thế về phía tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Sĩ Kỳ, tức là về phía bên ngoại của chú rể, trước đây là nguyên là huyện đội trưởng của huyện Công Trường, hiện nay là chủ tịch hội cựu chiến binh của xã. Thế cùng toàn thể bà con, anh chị em ruột thịt, cô dì chú bác, ông em chú rể, đây là bác của đây là đại diện xin báo cáo với họ nhà gái về cái lý do đặc biệt bố mẹ cháu Danh thì lại không có mặt trong cái buổi xin dâu hôm nay. Ủy quyền cho nhà trai chúng tôi thay mặt cho gia đình nhà trai đến để kính thưa với các cụ họ gái vì cái trường hợp lý do đặc biệt. Thế mặc dù cái điều kiện nó khó khăn về nơi ở và cái phương tiện đi lại, khuôn viên, nhưng về phía nhà trai chúng tôi thì cũng có đầy đủ về cái nội ngoại của cháu, có đầy đủ ạ. Để cũng xin báo cáo với các cụ về sự đông này. Ý kiến của cháu Sang và Hạnh xin thành cháu Nguyên thì thay mặt cho họ nhà gái và cũng xin nhận lên tất cả những lời nói của họ nhà gái. Cho nên hôm nay tiện đây thì chúng tôi xin giới thiệu là bà nội của cháu Huyền có hai vợ chồng nhà tôi thì là cháu Huyền gọi là ông bà ngoại. Thế còn thì tất cả cái ngày mà vui mừng ngày hôm nay đó là qua quá trình của hai cháu tìm hiểu với nhau và được sự giúp đỡ kể cả hai bên bố lọ. Thế nên là các cháu đã thành ra được chọn được cái ngày lành tháng tốt như ngày hôm nay thì là tất cả những anh em họ hàng chú bác cô dì trong họ lộ ngoại đều coi như là giúp đỡ và vui mừng với công việc hạnh phúc của các cháu. Thế nên hiện nay chúng tôi cũng xin có lời như vậy là chấp nhận cháu Danh là một cháu coi như rể bắt đầu từ giờ phút này. Thế thì mong hai cháu tức là mạnh khỏe và hạnh phúc trăm năm, các cháu cho nó thật là suôn sẻ hạnh phúc suốt đời. Và xin chúc tất cả mọi người. Chúng ta là hương xứng chi.
Rồi. Sáng hôm nay là bên gia đình nhà trai cũng đã tổ chức, và chúng tôi tuy là xa nhưng biết là rất vui và rất long trọng. Thì ngược lại về phía gia đình nhà gái chúng tôi cũng có ông bà sang cũng có một cái tổ chức rất vui. Đấy, thế bây giờ nhưng theo sự thỏa thuận thống nhất là giờ này các thành toàn nhà trai đến để đón dâu, thì trước khi các cháu lên xe hoa về nhà chồng thì chúng tôi xin báo cáo với các bác ông bà là mẹ cháu là có tặng quà cho cô dâu, cho con gái, và sau đó là ông sang sẽ có một chút tặng phẩm cho con rể. Cho bão tố về làm chim bao.
thiện của ông bà ngoại này, bố mẹ cô dâu, với đầy đủ anh chị em ruột thịt của ngày tháng, tức là để cho chúng tôi một cái cổ vũ động viên cho họ nhà cha chúng tôi. Thế thì cũng đặc thù thì cũng xin báo cáo với các cụ ban họ nhà gái, ông bà đại đã được ủy nhiệm cho hội đồng gia tộc và toàn thể nội ngoại của cháu Thanh. Xin ra kính thưa với gia đình nhà gái. Thôi thì mặc dù cái thời gian có hạn trong cái khuôn viên gia đình như thế là tôi xin chung là mình chân thành cảm ơn nhà gái. Cái sự đầy đủ của ông bà ngoại này, bố mẹ cháu Quyền này, anh chị em cô chị chú bác thân thuộc, mọi cái thủ tục nghi lễ là đầy đủ quá. Tôi xin chân thành cảm ơn. Thì thay mặt họ nhà trai, tôi xin trân trọng kính mời ông bà ngoại, bố mẹ cháu Thanh cùng toàn thể anh chị em cô dì chú bác nhà gái bớt chút thời gian về quê hương tôi dự cái lễ đón dâu tổ chức tại quê. Thì xin báo cáo với các cụ là mọi cái nghi thức thủ tục thì đón dâu với các thứ này chúng tôi về quê chúng tôi làm ạ. Thế thì nhà quê thì cũng rất nóng lòng là vỗ tay đây. Tôi là nhắn nhủ thôi, đầy đủ xúc tích nhà xa xin phép nhà gái để cho đón con dâu về. Mừng vui lẫn lộn cả. Bây giờ thanh niên nó bây giờ nó khắc phục công việc hiện tại rồi thì ông bà cũng yên tâm, thì sao con cháu gia đình nhà trai chúng tôi thì trách nhiệm chúng tôi phải lo. Thế cũng như gửi gắm cái thanh niên gia đình nhà gái thì quê tôi thì nó ấm tình người lắm mà cũng cùng hơn giá thôi. Rồi xin thắng thắt như thế để xin kính báo thời gian về hôn lễ thì đón dâu tại quê. Vỗ tay mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đến ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Thank you.
con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn châu đông vui thiệt vui. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn châu đông vui thiệt vui. Tình yêu biến tựa như khói sương,
pitch, took the rhythm. Không vào qua nhà gái, không vào bộ mà về thiên nam nữ, ăn cầu không nước. Kính thưa các ông các bà, kính thưa các bác, các anh các chị và các bạn nam nữ thanh niên thân mến, qua một thời gian dài, Hữu Danh và Thanh Huyền là bạn với nhau, đã được sự quý mến của ông bà Đại cũng như được sự yêu mến của ông bà Sang, cho nên hai gia đình đã tạo mọi điều kiện để cho các cháu tìm hiểu về bản thân cũng như về hoàn cảnh gia đình của nhau. Tới nay các cháu thấy rằng trong cuộc đời không thể thiếu nhau được nữa rồi. Nguyện vọng của các cháu đã được hai gia đình tạo mọi điều kiện và đã chọn ngày lành tháng tốt là ngày hôm nay để làm lễ thành hôn cho các cháu. Về phía nhà gái, chúng tôi đã có buổi tổ chức sáng hôm nay, chắc là họ nhà trai hôm nay cũng đã tổ chức cho cháu. Thưa quý vị, tới giây phút này là các cháu cũng được hai gia đình, hai họ đã công nhận các cháu đã là vợ là chồng. Tới giây phút này hai gia đình chúng ta đều có cái trách nhiệm chăm lo vun đắp hạnh phúc cho các cháu. Về phía hai cụ nhà tôi là ông bà ngoại của cháu hôm nay cũng có mặt, các ông bà trẻ, các cô dì chú bác, bố cháu hôm nay cũng có buổi lễ. Chúng tôi xin thay mặt cho cụ cũng như ông bà Sang, từ giây phút này cháu Hữu Danh sẽ là con rể quý của gia đình chúng tôi. Cháu Thanh Huyền kể từ giây phút này sẽ là cháu dâu, là con dâu của các cụ, các ông các bà. Tôi xin được phép thay mặt cho ông bà, cho cụ tôi có lời phát biểu. Cháu Huyền tuy thế nhưng cháu còn ít tuổi, tuổi trẻ thì còn nhiều điều mà gia đình chúng tôi gửi gắm các cụ công các bà bên họ nhà trai dạy dỗ cho cháu, làm sao cho cháu sẽ trở thành một dâu hiền hiếu thảo, một người vợ thủy chung. Đến giây phút này chúng tôi cũng thay mặt cho đoàn của họ nhà gái tiễn dâu về nhà chồng, xin có lời chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và đón tiếp của nhà gái tôi rất trọng thể. Và cuối cùng chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quan viên hai họ, sau ý kiến của họ nhà gái, thay mặt họ nhà trai, thay mặt gia đình nhà ông Đại, tôi xin tiếp nhận cô dâu Thanh Huyền từ giờ phút này trở đi chính thức làm con dâu già dòng họ Nguyễn Hiếu. Wow! Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ông bà ngoại của cháu Huyền, tức là cái tư lệnh tối cao, là người cao nhất trong gia đình ngoại hôm nay, tôi xin thông báo với cả nhà là có một sự phấn khích. Là mặc dù khi đường xá xa xôi, tuổi cao, nhưng ông bà ngoại cũng đã bớt chút dành cái thời gian trong cái ngày hôn lễ hôm nay. Đấy là điều đặc biệt tôi thấy là cái dành ưu đãi cho nhà trai chúng ta. Kính thưa các cụ hai họ, trong cuộc sống còn bộn bề khó khăn, cơ ngơi, gia đình để lại không có gì, cho hai cháu bằng trí tuệ, sức lực của tuổi trẻ, chúng tôi chỉ có muốn mong muốn một ý nghĩ mong muốn cuối cùng, thuận vợ thuận chồng thì biển đông tát cả, chứ
còn bố mẹ của hàng hồi môn thì không có gì cả. Trong cơ chế bây giờ, nghị lực của thanh niên phấn đấu nỗ lực vươn lên mạnh mẽ trong cơ công cuộc làm ăn hiện nay. Nhưng có một điều, gia đình hai họ, gia đình hai gia đình chúng ta cũng mong muốn con cháu giấy sách phải giữ lấy nghề. Trong cơ chế làm ăn tốc độ hiện nay, nhưng mà vẫn phải giữ gìn cái lề lếp gia phong để làm sao xứng danh cho dâu hiền rể thảo. Từ giờ phút này trở đi, trong cái sự trịnh trọng của hai họ, một số ước cuộc đời để cho thanh danh ở Huyền lấy cái mốc phấn đấu sau này có sự chứng kiến của đông đủ hai họ. Thế là cái nguồn cổ vũ động viên các cháu, thì thay mặt họ nhà trai tôi xin chân thành cảm ơn cái sự nhiệt tình của con họ nhà gái, và xin tất cả chân thành kính chúc hai họ bình an, an khang, thịnh vượng. Xin hết ạ. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là ai? Và sau ngày mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sát bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngồi viết thiệp cưới mà em như mơ. Ngồi ngắm anh cưới lòng em vui thẫn thờ. Sau bao nhiêu tháng năm đợi chờ, giờ em rạng rỡ vây cưới cô dâu. Nụ cười mẹ cha nao nức trẻ thơ. Bạn bè chúc phúc lòng anh bao bất ngờ. Anh hạnh phúc như chưa bao giờ. Nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là ai? Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Chàng tình yêu mình chia sớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Cha mẹ tuyệt vời của những mẹ tươi xinh. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị và các bạn về phía họ nhà trai. Về phần đoàn của họ nhà gái, chúng tôi thì thường có câu là tại gia thì tổng phụ, xuất giá tổng phu.
cháu lấy chồng là gia đình chúng tôi có trách nhiệm phải đưa cháu về họ nhà trai. Chúng tôi xin trao và gửi gắm cho ông bà đại, cho các cụ ở phía họ nhà trai về mọi thủ tục như lễ gia tiên, và ông bà cũng như bố mẹ của cháu Danh đã trao những tặng phẩm cho cô dâu và chú rể, và các cháu đã thắp hương trước bàn thờ gia tiên cầu mong cho cuộc sống, cho hạnh phúc trăm năm của các cháu. Mọi việc đã hoàn tất. Chúng tôi nghĩ rằng mấy hôm nay để chuẩn bị cho ngày hôn lễ của các cháu là hai gia đình chắc cũng đều vất vả, đều thấm mệt. Tới giây phút này chúng tôi xin đại diện cho hai cụ của chúng tôi là ông bà ngoại của cô dâu Hiền, ông bà Sang của thân phụ và thân mẫu cô dâu Hiền, cũng như các ông bà trẻ, các cô, các chú, các bác, xin được phép họ nhà trai cho chúng tôi được lui gót tại đây. Một lần nữa tôi xin thay mặt cho đoàn họ nhà gái xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp của các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị đối với đoàn của chúng tôi. Xin hết. Tôi thay mặt gia đình xin đa tạ cảm ơn họ hai họ nội, họ ngoại của hai cháu đã đến giờ phút này mọi thủ tục đã xong, thì để thôi xây dầu nước thủ công các bạn xây dầu nước. Thank you.
cho nên cho dù nghìn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lâu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận cuốn đường. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta một thôi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối thì lâu đài mang tên tình